nhìn cái đống nấm canxi da được đẩy ra ngoài như thế này thì đã biết là bạn này rất là ngứa, rất là khó chịu rồi. Ui, kết quả kinh khủng, viên nào nó cũng ra một đống nấm như thế này đây. Đó, kết quả quá là tuyệt vời luôn. Các chị em chúng ta phát hiện ra cái cô bé của mình ngứa dữ dội hai bên mép, cô bé đứng ngứa, ngồi ngứa, làm việc gì nó cũng ngứa, ngày ngứa, đêm ngứa, và cái khí hư nó ra màu trắng đục, đôi khi nó lợn cận như là sữa chua, thậm chí là nó như bán đậu ấy. Thì các chị em chúng ta xác định bị nấm canxi da rồi nhé. Các chị em chúng ta muốn xử lý cái nấm canxi da thì các chị em chúng ta phải đào thải được toàn bộ những cái ổ nấm này ra bên ngoài thì nó mới khỏi được cái vấn đề nấm canxi da, để nó không bị tái đi tái lại các chị em nhé. Và Bảo Ngân chia sẻ với lại tất cả các chị em gái này cũng bị cái tình trạng ngứa dữ dội hai bên mép, cô bé sử dụng rất nhiều phương pháp rồi không khỏi. Đến khi gặp Bảo Ngân thì Bảo Ngân chia sẻ cho em ấy là dùng cái viên đặc phụ khoa tiêu viêm nữ của công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn này thì em đã đạt được những cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Chị em nào muốn khỏi được nấm canxi da không bị tái đi tái lại thì hãy trải nghiệm cái em tiêu viêm nữ của công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn này nhé. Nó sẽ không làm cho các chị em chúng ta thất vọng đâu ạ. Nó sẽ giúp các chị em chúng ta đào thải được toàn bộ những cái ổ nấm ra bên ngoài, giúp các chị em chúng ta chấm dứt khỏi ngay những cái cơn ngứa ngáy khó chịu các chị em nhé.